Ở tuổi gần 80, giáo sư Phạm Văn Ti đã có hơn 50 năm theo đuổi và gắn bó với lĩnh vực vi sinh, đưa vi sinh ứng dụng vào cuộc sống. Ông cũng là một trong những người đã góp phần đặt nền móng cho công cuộc xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. Giáo sư Phạm Văn Ti từng công tác tại bộ môn vi sinh vật học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông cùng đồng nghiệp đã có hàng trăm đề tài khoa học nghiên cứu về vi sinh, trong đó giáo sư chủ trì nhiều đề tài cấp nhà nước. Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh, chống bệnh thối cổ rễ, tuyển chọn bộ giống vi sinh vật dùng trong sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải, nghiên cứu công nghệ, giải pháp mới xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, v.v. Đồng thời xuất bản nhiều đầu sách như các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, miễn dịch học, virus học. Giáo sư Phạm Văn Ti được đào tạo ở Nga. Ông là một nhà khoa học, phải nói là rất kiên trì. Chúng tôi đã làm việc với ông trong 40 năm nay rồi. Năm 1991, khi Toriyuya, nhà báo học Nhật Bản sang Việt Nam, thì chính giáo sư Phạm Văn Ti và cùng với các nhà khoa học khác đã tiếp xúc với ông. Ông là người đưa ra cái EM, E là effective, M là microorganism, tức là vi sinh vật hữu hiệu. Thì Toriyuya đưa ra cái sản phẩm của ông, EM ấy, trong đó có 121 chủng vi sinh vật hữu hiệu. Thì giáo sư Ti đã bàn bạc với Toriyuya rồi phân lập các cái vi sinh vật trong đất Việt Nam. Ông đã chọn ra đến gần 100 chủng vi sinh vật hữu hiệu ở Việt Nam để tạo ra sản phẩm. Từ những năm 1990, chứng kiến cảnh môi trường ngày một ô nhiễm, sản xuất nông nghiệp ngày càng mất an toàn, nguồn thực phẩm ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thuốc trừ sâu, phân hóa học. Giáo sư Phạm Văn Ti trăn trở làm sao để đưa những công trình nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn. Kiến thức của một nhà khoa học giúp ông hiểu rằng vi sinh có thể tạo nên sự thay đổi to lớn, góp phần cải thiện tình trạng này. Khi các chế phẩm sinh học có thể thay thế thuốc trừ sâu, phân hữu cơ thay cho phân hóa học, sự ô nhiễm về không khí, về nguồn nước do sản xuất nông nghiệp có thể được cải tạo khi sử dụng vi sinh. Đất nước mình có khí hậu nóng và ẩm, cho nên là các cái loại sâu bệnh phát triển rất mạnh mẽ. Trong đấy có những nấm bệnh rồi là các cái loại côn trùng phá hoại làm cho mùa màng thất bát. Thế giờ vấn đề là làm nào để mà tránh được cái đấy thì chỉ có mỗi con đường là dùng vi sinh vật. Bởi bây giờ đất nước mình tiến vào cái thời kỳ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh. Bây giờ không dùng hóa học thì dùng cái gì? Bắt buộc phải dùng vi sinh vật. Vi sinh vật rất là phong phú, trong đấy có cả bọn có lợi và bọn có hại. Nhưng bọn có lợi nhiều hơn, thế thì mình phải tranh thủ nắm bắt được cái bọn có lợi đấy để phục vụ cho đất nước. Từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng trồng lúa, trang trại chăn nuôi hay chạy cá, chạy bò, khúc sông ô nhiễm là cả một quãng đường dài với vô vàn khó khăn, trắc trở. Nghiên cứu thành công một đề tài đã không đơn giản, đưa ứng dụng vào thực tế còn khó hơn. Thêm vào đó là những trở ngại khi thuyết phục người nông dân thay đổi thói quen ăn sổi, dùng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, phân hóa học vô tội vạ, cốt để nhanh được thu hoạch mà không quan tâm đến tính an toàn của sản phẩm và những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe, môi trường. Sự ngần ngại của các cơ quan quản lý tại địa phương khi bắt đầu một hướng sản xuất mới cũng là một áp lực. May mắn cho giáo sư Phạm Văn Ti, trên chặng đường đưa vi sinh ứng dụng vào thực tế, ông được đồng hành với những người cùng chung chí hướng. Đó là cộng sự từ Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giúp ông hiện thực hóa ý tưởng này bằng việc sản xuất chế phẩm vi sinh. Là những người nông dân mạnh dạn thay đổi thói quen, phương thức sản xuất. Xa hơn là sự ủng hộ của cộng đồng với việc ngày càng coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm, môi trường sống. Đây là động lực quan trọng để những người như giáo sư Phạm Văn Ti có thể thực hiện được mong ước xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững cho nước nhà. Để mà phát triển được cái con đường vi sinh vật này ứng dụng vào trong nông nghiệp, thì tôi cho rằng tôi đã có một cái hoài bão ứng dụng nó từ cách đây có thể nói hàng chục năm, gần chục năm rồi. Nhưng mà lúc đó một mình cũng không biết là hợp tác với ai, đấy, mà cũng chưa được chấp nhận bởi các tổ chức, cho nên vẫn cứ loay hoay mãi đến gần những năm gần đây thì chúng tôi mới tìm được những người bạn đồng hành, đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Ti. Đấy, thì giáo sư là những người đầu ngành trong vấn đề
vi sinh vật của Việt Nam, thì giáo sư đã tạo ra được những cái chế phẩm sinh học, những chế phẩm vi sinh vật tôi cho rằng rất hiệu quả, và chúng tôi đã đồng hành với giáo sư và ứng dụng nó vào trong vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp. Và trước hết là chúng tôi phát triển luôn cho vấn đề sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chúng tôi ứng dụng nó cho vấn đề xử lý môi trường. Cuộc hội thảo hướng dẫn nông dân trồng nho theo phương pháp hữu cơ được tổ chức ngay tại Ninh Thuận, vùng đất của nắng và gió, nổi tiếng với những cánh đồng nho. Lâu nay các nhà vườn vẫn quen với lối canh tác sử dụng thuốc trừ sâu, trừ nấm, phân bón hóa học. Đến độ đất đai chai cứng, sâu bệnh ngày càng nhờn thuốc khiến chu kỳ phun thuốc trở nên dày đặc. Chính nông dân là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Cũng vì thế, việc thay đổi theo phương thức sản xuất hữu cơ, sử dụng chế phẩm vi sinh theo cách mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu tại hội thảo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hộ sản xuất. Các chế phẩm vi sinh đã được đưa đến với vườn nho nhà anh Hoàng Quý Dương từ cách đây hơn 3 năm. Với sự hỗ trợ của các nhà khoa học, các chuyên viên từ Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ, anh Dương tự tin chuyển đổi sang mô hình trồng nho hữu cơ. Sau khi ứng dụng thành công, sản phẩm từ vườn nho này có giá bán cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với những vườn nho khác. Thì dùng đến hóa học thì toàn thể bà con nông dân cũng đã biết là nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai nữa là thị trường thuốc bảo vệ thực vật có loại giả, loại đồ không tốt nên nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái nông sản của người nông dân. Trước tiên thì bảo vệ mình cho đã, mình là người trực tiếp lao động nên mình phải tiếp xúc với hàng ngày với công việc nên mình sẽ dễ bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, và mình sẽ chuyển đổi sang các chế phẩm để an toàn sức khỏe cho mình. Và thứ hai nữa là không làm hư hại đất đai, cây trồng cũng như là nông sản người nông dân làm ra. Năng suất thì nó cũng không giảm, nhưng mà chất lượng nó nâng lên. Khi mà người ta nhận biết rằng là sức khỏe là vàng, là vốn quý của con người, thì người ta sẽ theo cái hướng này. Khi mới chuyển sang phương pháp hữu cơ, gia đình anh Phạm Văn Toàn không khỏi hụt hẫng. Độ phì của đất kém, không dễ dàng thúc cho cây tăng trưởng nhanh như sử dụng phân hóa học. Tuy nhiên, những vấn đề như nền đất yếu, cây thiếu dinh dưỡng, sản lượng thấp đã dần được cải thiện sau quá trình kiên trì, bền bỉ, đưa các chế phẩm vi sinh vào sản xuất. Một vụ của mình là kéo dài mấy tháng nhỉ? Một vụ như nho xanh là kéo dài 4 tháng thầy ạ. 4 tháng, thế thì 4 tháng đấy thì trong người ta phun khoảng bao nhiêu lần thuốc sâu và thuốc bệnh? Dạ, cái thời gian mà phun thuốc mà liên tục là nó trong khoảng là 3 tháng rưỡi. Liên tục, nhưng mà cách bao nhiêu ngày phun lần thế chứ? Lâu lắm mới nghỉ được 2-3 ngày. Còn cứ liên tục. Còn là cứ liên tục. Xong là cuối vườn lại đi phun tiếp. Ví dụ cái cành lá mình sử dụng hóa học thầy ạ, có thể là nó ra cái chùm to, trái nó cũng bự, nhưng mà ngược lại cái cành đó là xong có thể quất đi đó, nó xốp xợp. Nhưng mà cái hữu cơ này nó hay. Nó ra cái cành nó vừa phải thôi. Nhưng mà nó nuôi xong rồi cái cành nó chắc cứng thầy. Em kê cái kéo vô em cắt á là nghe nó rít rít đấy. Đúng rồi. Dạ. Kia nó mềm, mềm lắm. Đúng rồi. Dạ đó. Cho nên là cái vườn nho là cứ mỗi ngày là thấy cành nó cứ nâng lên. Sự thay đổi của những vườn nho Ninh Thuận chỉ là một ví dụ trong vô vàn các mô hình đã thành công với vi sinh. Chứng kiến quá trình đưa vi sinh vào cuộc sống và đem lại hiệu quả trên thực tế chính là những trải nghiệm tuyệt vời trên con đường nghiên cứu ứng dụng khoa học của giáo sư Phạm Văn Ti cùng các cộng sự. Chỉ cần 200 gram chế phẩm vi sinh với giá bán chừng 25 đến 30 nghìn đồng là người dân có thể ủ cả tấn phân chuồng hay các loại rơm rạ phụ phẩm nông nghiệp tạo thành phân hữu cơ bón cây rất tốt. Cũng chỉ cần vi sinh, những chuồng trại chăn nuôi có thể xử lý môi trường thành không chất thải, không mùi hôi, lại có nguồn dinh dưỡng quý giá cho cây trồng. Từ chế phẩm vi sinh, có thể ủ thức ăn cho vật nuôi như gà, cá, tôm, vừa đảm bảo an toàn chất lượng, vừa phòng chống dịch bệnh. Và cũng từ vi sinh, có thể xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo nguồn nước ô nhiễm. Khi bắt đầu đi xử lý môi trường, bắt đầu vào trang trại là bắt buộc phải dùng vi sinh rồi. Không có thì chúng tôi không thể xử lý được.
Chúng ta vì rác thải công nghiệp thì người ta đốt hay người ta mang đi chôn lấp thì tôi không biết, nhưng mà chúng tôi muốn chuyển hóa được để không có mùi, để làng quê hay các kênh rạch mà nó trở lại được của tự nhiên ban tặng thì là phải có vi sinh. Xong rồi các chủng hiếu khí hay em khí thì mỗi một chủng khác nhau. Đấy, là xong chế biến thức ăn đầu vào cho việc chúng tôi nuôi giun là cũng phải dùng vi sinh. Xong đến sản phẩm cuối cùng là phải ra những sản phẩm gì thì cũng phải dùng vi sinh để chuyển hóa. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu hơn 700 triệu đô la Mỹ thuốc bảo vệ thực vật. Số lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp theo đó tăng khoảng 10 lần kể từ năm 1985 đến nay. Những con số này cho thấy thực trạng rất đáng báo động. Theo giáo sư Phạm Văn Ti, để khắc phục tình trạng này, sản xuất hữu cơ chính là xu hướng tối ưu cho nền nông nghiệp nước nhà. Giáo sư Phạm Văn Ti rất chịu khó. Ông cùng với cộng sự đã đi hầu hết các tỉnh để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật này và luôn luôn có quan hệ quốc tế để nâng cao các cái chế phẩm, nâng cao các thành phần vi sinh vật hữu hiệu trong cái sản phẩm Emulix của mình, làm cho nó ngày một tốt hơn. Chúng tôi nghĩ rằng là cái đóng góp của giáo sư Phạm Tý trong chuyện này là rất lớn. Và tuy ông là con người rất hiền lành, ít nói, nhưng chúng ta phải biết là những nhà bác học ấy, là nhà bác học, chúng ta phải mang ơn những người đã gắn bó cả cuộc đời mình vào cái công nghiệp, cái sự nghiệp khoa học, đóng góp cho đất nước, đặc biệt là trên mặt trận nông nghiệp. Khắp từ Bắc vào Nam, những mô hình đã thành công với việc chuyển đổi sang phương pháp hữu cơ chính là thành quả ngọt ngào nhất cho người đã dành cả cuộc đời với bao đam mê, tâm huyết cho vi sinh ứng dụng như giáo sư Phạm Văn Ti. Nối tiếp hành trình của ông, Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ, các doanh nghiệp đang tiếp tục lan tỏa, nhân rộng mô hình trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Gần đây nhất, cùng với cộng sự của mình, giáo sư Phạm Văn Ti đang nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng, đưa chế phẩm vi sinh vào đồng ruộng để phân hủy gốc rơm rạ sau thu hoạch. Những kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận. Khi sử dụng phương pháp này, người nông dân không còn phải dùng cách đốt đồng, vốn gây ô nhiễm môi trường như bấy lâu nay nhờ rơm rạ được phân hủy nhanh chóng. Hơn thế, còn có thêm nguồn vi sinh và phân hữu cơ quý giá được bổ sung vào đồng ruộng, tăng chất dinh dưỡng cho các vụ mùa sau. Những đóng góp của các nhà khoa học như giáo sư Phạm Văn Ti có ý nghĩa lớn trong việc tạo nền móng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Tuy nhiên, sau tất cả những thành quả mà ông và cộng sự đã làm trong chặng đường mấy chục năm qua, với hàng chục ngàn dự án lớn nhỏ, hữu ích và đầy ý nghĩa trong nông nghiệp, khi được hỏi về mình, vẫn luôn là sự khiêm nhường, giản dị của một người làm khoa học. Thực ra đóng góp đấy không thể gọi là quá nhiều, nhưng góp phần nhỏ thôi. Hiện nay tôi vẫn, mặc dù là tôi nhiều việc là một thứ hai cũng già rồi, nhưng tôi vẫn đi với các bạn, đi xuống nông thôn thường xuyên. Tôi cũng là con người của nông dân, cũng giống như các ông bạn của nhà nông.